Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Cận thị là một bệnh về mắt. Người bị cận thị sẽ không thể nhìn rõ những vật ở xa. Điều này khiến cho người cận thị gặp phải nhiều trở ngại trong cuộc sống. Di truyền và môi trường sống là thủ phạm chính của căn bệnh này. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 loại thực phẩm mà người bệnh cận thị nên ăn. Thứ nhất là rau chân vịt. Lượng lớn vitamin C và beta-carotene có trong rau chân vịt là những chất chống oxy hóa, giúp hấp thu từ 40-90% lượng ánh sáng xanh có cường độ mạnh. Vì carotene sau khi được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển thành vitamin A, từ đó những chất này sẽ trở thành một lớp màng bảo vệ mắt. Ngoài ra, rau chân vịt còn có lượng lutein và zeaxanthin dồi dào. Những chất dinh dưỡng này sẽ làm tăng mật độ sắc tố của tế bào có trong điểm vàng để bảo vệ vỏ mạc mắt tốt hơn, thậm chí còn tránh được bệnh đục thủy tinh thể. Đặc biệt, rau chân vịt là loại thực phẩm cực kỳ hiệu quả trong chữa trị quán gà hoặc khô mắt. Bạn có thể cho khoảng 500g rau chân vịt vào máy xay sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Thứ hai là cá hồi. Có lẽ cá hồi đã là món ăn nổi tiếng bổ mắt. Người bị cận thị hoặc cần cải thiện thể lực thì nên ăn khoảng 4 bữa ăn có loại thực phẩm này mỗi tuần. Với lượng chất béo omega 3 dồi dào cùng hàng loạt các vitamin D, B6, B12, A, cá hồi không chỉ tốt cho mắt còn giúp tăng cường thể lực vô cùng hiệu quả. Những chất này sẽ giúp bảo vệ những mạch máu nhỏ nuôi dưỡng tốt cho mắt. Cá hồi là loại thực phẩm thường được chế biến sống, vì thế quá trình sơ chế loại cá này cần phải hết sức cẩn thận để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Thịt cá nên được rửa sạch với muối và giấm nhằm hạn chế mùi tanh của món ăn. Thịt cá hồi nên được bảo quản đông lạnh để không bị chảy nước hoặc chuyển màu. Khi muốn chế biến, cá hồi cần phải được rã đông dưới tủ mát nhằm tránh tình trạng thịt cá bị bở và nát, làm giảm tính thẩm mỹ và vị ngon của loại hải sản này. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm món ngon từ cá hồi nấu chín như lẩu cá hồi hầm ngũ quả, v.v. Thứ ba là bơ. Trong hầu hết tất cả các loại rau củ quả, bơ được xem là loại trái cây giàu lutein caroten nhất. Chính loại dưỡng chất này giúp bơ trở thành một trong những thực phẩm tốt cho mắt nhất. Loại trái cây này hỗ trợ chúng ta trong việc chống lại sự thoái hóa của mắt và một số loại bệnh về thị giác như đục thủy tinh thể. Bạn cần lưu ý, chất dinh dưỡng nằm nhiều nhất ở phần thịt có màu xanh đậm của quả bơ. Vì vậy, khi chế biến bạn nên giữ lại phần thịt này. Sinh tố hoặc salad bơ là hai món ăn đơn giản nhất mà bạn có thể chế biến từ quả bơ. Chúng sẽ làm cho thực đơn hàng ngày của người mắt cận thêm phong phú và giàu dưỡng chất. Thứ tư là trứng gà. Trứng gà là một trong những thực phẩm rẻ nhưng cực kỳ bổ ích cho sức khỏe. Ăn một quả trứng gà trong bữa ăn sáng sẽ góp phần bảo vệ thể lực của bạn một cách tốt nhất. Đặc biệt, hàm lượng chất zeaxanthin trong lòng đỏ trứng gà có tác dụng bảo vệ mắt bạn tránh khỏi những tác động của tia cực tím. Một món ăn đơn giản nhất mà bạn có thể chế biến từ trứng gà chính là trứng gà sữa tươi. Bạn chỉ cần cho sữa tươi vào nồi và đun sôi, sau đó cho một quả trứng gà vào chờ đến khi chín. Cuối cùng vớt ra để nguội và cho một ít mật ong vào thì bạn đã có thể thưởng thức ngay. Bạn cần lưu ý không nên ăn quá 3 quả trứng trong một tuần hoặc ăn trứng gà sống. Lòng trứng gà sống sẽ ngăn cản quá trình hấp thu dưỡng chất, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của cơ thể. Thứ năm là hạnh nhân. Hàm lượng vitamin E trong hạnh nhân là nhân tố chính giúp tăng cường thể lực, làm mắt bạn khỏe hơn và tránh được những căn bệnh về mắt. Nhưng bạn cần ăn hạt hạnh nhân trong một liều lượng nhất định, vì lượng chất béo trong loại hạt này rất cao nên dễ khiến bạn tăng cân, thậm chí là táo bón. Những người dị ứng với đậu phộng thì tuyệt đối không nên sử dụng hạnh nhân, bởi vì nó có thể gây ngộ độc hoặc dẫn đến những nguy hiểm chết người khác. Thứ sáu là bông cải xanh. Bông cải xanh chứa một lượng vitamin B2 dồi dào. Vitamin B2 đóng vai trò quan trọng trong việc ngừa đục thủy tinh thể hoặc trì hoãn đục thủy tinh thể do tuổi tác. Bông cải xanh cũng chứa các chất chống oxy hóa tốt cho mắt như lutein và zeaxanthin và vitamin A rất cần cho thể lực khỏe mạnh. Để có được lợi ích dinh dưỡng tối đa, hãy ăn bông cải xanh sống, ví dụ như trộn salad hoặc xay sinh tố. Thứ bảy là dâu tây. Dâu tây có chứa một lượng vitamin C dồi dào, giúp giữ cho mắt khỏi bị viêm.
các chất chống oxy hóa khác nhau có trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng và khuyết tật thị lực. Ăn dâu tây hàng ngày có thể làm giảm khả năng xảy ra các vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác. Như vậy là tôi đã chia sẻ chi tiết 7 loại thực phẩm mà người bệnh cận thị nên ăn. Thân chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Pilora TV.